Hello, xin chào các đồng chí, anh chị và bạn thân mến của Lễ Minh. Hôm nay mình lại cái đề tài về cái cuộc chiến Hamas ở Trung Đông, cuộc xung đột của ở Trung Đông giữa người Palestine, phe Hamas với lại Do Thái. Bởi vì mình theo dõi trên không gian mạng, mình thấy rất nhiều anh chị các bạn gọi là hùa theo những cái nhóm người mà Palestine, mà cái tụi Hamas, một số những thành phần mà nó tuyên truyền đó anh chị các bạn hãy hết sức cẩn thận, vì đây là một cái vấn đề mà xung đột, một vấn đề mà tranh giành đất đai chủng tộc giữa hai cái sắc dân mà họ từng sống chung một cái quốc gia, người Do Thái và người Palestine, ở những cái thời mà trong cái giai đoạn lịch sử của họ. Nhưng sau khi người Palestine họ bị mất nước, họ bị lưu lạc khắp thế giới hơn khoảng 2.000 năm, các bạn thấy người Palestine họ ở lại cái đất Do Thái và họ lớn mạnh lên cái dân số của họ. Và sau này cái người và Do Thái họ trở về, họ lập quốc lại, và từ đó nó trở thành những cái cuộc gọi là tranh giành đất đai với nhau. Mà hai dân tộc này họ cần phải ngồi lại, các bạn biết, để đặng mà chia cái đất nước cùng chung nhau mà sống trong hòa bình. Đó là lý do các bạn thấy ông chủ tịch Arafat, ông cũng từng đấu tranh để đặng mà phục hưng cái đất nước của người Palestine. Ông đó đấu tranh cũng phải nói là rất là ôn hòa, và sau này sau khi ông chết thì các bạn thấy đối ông Abbas, ông lên, ông là người tiền nhiệm, ông kế nhiệm ông Arafat, các bạn thấy ông cũng đấu tranh rất là ôn hòa. Cho nên cái khu mà cái quốc gia mà người Palestine hiện đang ở West Bank đó, nó gọi là bờ Tây đó, họ sống trong cái sự hòa bình anh chị các bạn, họ sống rất là yên ổn. Các bạn thấy có bao giờ mà ở đó mà loạn lạc, chiến tranh hay là tàn khốc, những cái sự gọi là chết chóc, ôm bom tự sát, hay là những cái sự xung đột với lại người Do Thái không? Không bao giờ. Bởi vì cái chủ trương của ông chủ tịch lãnh đạo chủ tịch nước của người Palestine đó, ông rất là giỏi, ông dùng cái biện pháp ngoại giao ôn hòa để đem đến cái hòa bình và thịnh vượng cho người dân Palestine. Các bạn thấy sau này cái tụi Hamas này nó giành được cái giải Gaza, mà cái tụi này là cái nhóm cực đoan, nhóm khủng bố, nó tàn bạo, cũng không thua gì ai chứ không phải là giỡn đâu. Các bạn biết nó tẩy não những cái người dân ở vùng ở Palestine, ở cái vùng Hamas bên Gaza đó, và một số những người mà tôi thấy người Việt của mình ở trên không gian mạng này, nhiều người không biết về lịch sử của Do Thái và Palestine, họ quay qua bắt đầu chửi bới rồi cho rằng là những cái sự việc Trung Đông là Do Thái thế này nọ. Tôi thì không có phải là binh vực một cái người Do Thái hay người Palestine, nhưng mà mình cần phải nhìn trong vấn đề mà khách quan anh chị em các bạn. Mình cần phải nhìn về lịch sử, mình không nên trúng kế những cái thành phần mà cực đoan của Hamas. Các bạn biết trên không gian mạng tôi thấy có một số người chia sẻ TikTok của cái tụi mà Palestine mà nó nói tiếng Việt rất là giỏi. Cái thằng này nó nói tiếng Việt cực kỳ giỏi, nó lên đó nó tuyên truyền mà nhiều người tôi vào tôi ngồi tôi nghe đó, các bạn thấy nó tuyên truyền không có đúng sự thật và làm cho một số người quay qua bức xúc, chửi dân Do Thái thế này thế nọ và binh vực cái nhóm Palestine mà họ không biết là họ đang binh vực cái nhóm Hamas cực đoan. Các bạn biết rằng nó rất là nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, tại vì trong chính sách ngoại giao của nhà nước Việt Nam của mình với người Do Thái cũng rất là khá tốt, cho nên mình cũng nên cẩn thận, đừng có biến mình trở thành những con rối của cái tụi mà khủng bố. Các bạn biết cái nhóm Hamas này nó xảo trá và quỷ quyệt lắm, nó dùng những người dân Palestine ở dải Gaza đó làm cái lá chắn bia đỡ đạn để đặng mà nó lên án cái tụi Do Thái, và không những nó tạo ra những cái hiện trường để những cái cuộc xung đột đó nó càng đẫm máu nhiều hơn, để rằng mà nó dùng những cái hình ảnh mà chết chóc đau thương đó
nó sẽ dùng cái đó trong vấn đề mà tâm lý chiến trên cái không gian mạng để đặng mà nó chống lại cái người mà Do Thái. Các bạn thấy rất là khủng khiếp. Cho nên mình là người Việt Nam, như là những các bạn là những người mà đấu tranh trên không gian mạng cần phải thận trọng. Mình những cái vấn đề xung đột ở Trung Đông, mình chỉ ngồi đó mình chỉ mong rằng cái sự hòa bình và những cái quốc gia lớn họ có cái những cái chính sách tốt đẹp hơn để ngăn chặn những cái cuộc xung đột của người của tụi Hamas nó cầm quyền ở bên dải Gaza. Các bạn thấy nó tạo ra những cái hiện trường rất là nguy hiểm. Ngay cả các bạn thấy khi mà cái mà đụng độ về cái nhà thương dã chiến ở Gaza, các bạn thấy đó, nó dựng lên, theo tôi thì cái đó là nó dựng lên, nó tạo ra một cái sự mâu thuẫn trong cái bệnh viện mà dã chiến, mà cái bệnh viện dã chiến này các bạn biết của người Cơ Đốc giáo. Đấy, có nhiều người không biết đâu, lên án hồi Do Thái nó quanh tạc, nó dùng nó quanh tạc cái bệnh viện. Tôi nói các bạn biết, tụi Hamas này nó rất là ghê gớm, nó thủ đoạn kinh khủng lắm. Hiện nay nó tiếp cận được những cái vũ khí rất là hạng nặng của những cái nhóm mà phe cực đoan đó. Các bạn biết ủng hộ nó để đặng mà nó gây ra những cái cuộc tàn sát đẫm máu, và nó sẽ quy lỗi cho bên Do Thái để người ta lên án Do Thái và có thể kéo những cái quốc gia ở Trung Đông vào gây sự bức xúc, những lần sóng phẫn nộ của những người mà họ không hiểu biết, các bạn biết, bức xúc để đặng mà kéo những cái cuộc chiến tranh ở Trung Đông ngày càng nó leo thang khủng khiếp, chứ không phải như các bạn nghĩ đâu. Tụi Hamas này nó là những cái thành phần, nó không thua gì mấy cái đám mà chống cộng cực đoan ô hợp ở hải ngoại đâu, và những mấy cái nhóm mà phát xít ở bên Ukraine cũng vậy, nó ghê gớm lắm. Các bạn biết nó tẩy não những cái người tín đồ mà Hồi giáo một cách kinh khủng, ôm bom tự sát rồi chết, rồi là để được lên thiên đàng, được nữ 12 nữ đồng trinh, là thế này thế nọ. Các bạn biết nó làm cho những cái người mà theo cái nhóm Hồi giáo cực đoan này nó cuồng tín, và nó tìm đủ mọi cách để đặng mà nó xóa sổ cái người Do Thái. Các bạn thấy Do Thái và Palestine họ có cái chiều là dài lịch sử phức tạp vô cùng, không phải như các bạn nghĩ đâu. Các bạn tìm hiểu về lịch sử, cho nên cái gì cũng vậy, không gian mạng ngày hôm nay chúng ta phải cẩn thận. Tôi thấy các bạn lên trên này đấu tranh rồi quay qua rồi cũng ủng hộ cái gọi là ủng hộ Palestine, nhưng mà Palestine nào? Các bạn nên nhớ Palestine là những người là cái nhóm của ông chủ tịch nước Abbas đó. Người ta có một hệ thống chính quyền rõ ràng lắm nha các bạn, có bộ trưởng, có thủ tướng, có quốc phòng, có an ninh, có đủ mọi hết. Nhưng mà cái nhóm Hamas này nó cũng lấy cái danh nghĩa của Palestine, nó phá nhiều cuộc mà gọi là đàm phán hòa bình để dựng nên cái đất nước Palestine, làm cho ông Abbas cũng phải là gian truân với là cái nhóm này, tại vì ổng cũng là người Hồi giáo, mà bên kia nó cũng là Hồi giáo, mà nó là nhóm Hồi giáo cực đoan. Các bạn biết nó phá vỡ nhiều cái cuộc gọi là ngoại giao hòa bình để đem lại sự thịnh vượng cho cái người dân Palestine ở, chứ không phải là như rất là nhiều người mà các bạn tôi thấy trên mạng này, nhiều người Việt của mình bị lôi cuốn vào cái phe nhóm của Hồi giáo cực đoan Hamas, và các bạn cứ cho rằng Palestine. Tụi Hamas nó không có đại diện cho đại đa số những người dân và cái quốc gia, cái đất nước Palestine nha anh chị các bạn, nên nhớ là như vậy. Tụi Palestine, tụi Hồi giáo Hamas này các bạn biết nó gây chiến triền miên, nó gây ra những cái gọi là chết chóc đau thương giữa nó với người Do Thái, tại vì nó rất là bảo thủ và cực đoan. Nó luôn chủ trương của nó là phải xóa sổ cái người Do Thái, mà đâu có đơn giản vậy mà các bạn.
mà trong khi đó người ta đang đấu tranh ở bên cái ông chủ tịch Abbas là người đại diện cho quốc gia Palestine đó, ông luôn luôn đấu tranh để đem đến hòa bình và tự chủ cho người dân Palestine. Các bạn thấy, và ngày hôm nay người Palestine đó, các bạn thấy trên cộng đồng thế giới, ngay cả trong Liên Hiệp Quốc đó, người là Palestine được thành lập quốc gia của họ, được công nhận, là bỏ phiếu, được bầu là trong 138 quốc gia trên 2, có nghĩa là 138 quốc gia đồng thuận, chỉ có hai quốc gia là không đồng thuận thôi, là ông chủ tịch nước Abbas là người lãnh đạo Palestine, là một được công nhận là một quốc gia ở vùng Trung Đông, và họ có những cái cơ chế và chính quyền riêng biệt của họ, và họ cũng là một cái gọi là member, gọi là một cái no, một cái gì ta là một cái, cũng như là một cái người gọi là không thường trực trong Liên Hiệp Quốc đó các bạn. Họ cũng có tiếng nói trong Liên Hiệp Quốc nhưng mà họ không thường trực. Họ cũng có quyền phản đối và lên án những cái gì mà sự bất lợi cho cái quốc gia của họ, chứ không phải là mà tụi Hamas nó không có đại diện nha anh chị các bạn. Tại vì cái nhóm này nó là cái nhóm khủng bố, nhóm cực đoan, các bạn biết nó gây biết bao nhiêu đau thương tan tóc cho cả người dân Palestine và Do Thái. Các bạn biết cái giải cái West Bank là quốc gia của người Palestine đó, họ sống rất là hòa bình, họ sống công ăn việc làm và đời sống của họ, họ với người Do Thái được qua lại với nhau, làm ăn kinh doanh và công ăn việc làm, rồi cuộc sống của họ rất là ổn định đấy, chứ các bạn nhớ là như vậy. Và chỉ có cái đám Hamas này, nó là một cái phe cực đoan, nó rất là bảo thủ và nó tàn bạo ghê gớm lắm. Các bạn xem về lịch sử của cái tụi Hamas này, nó giết người không gớm tay, nhưng mà nó cái âm mưu của tụi nó luôn luôn là dùng cái người dân Palestine á làm cái bia đỡ đạn. Mà nhiều người tôi thấy các bạn ở trên không gian mạng này, trên cái mặt trận này, các bạn đấu tranh trên này, các bạn quay qua các bạn đưa những cái thông tin mà của tụi Hamas, truyền thông của tụi nó đem ra để đạn bị nó tẩy não đó, đem ra và gọi là chống lại cái người Do Thái, thì tôi nghĩ là không nên. Còn mình không có binh vực người Do Thái hay không có binh vực, mình chỉ mong là cái sự hòa bình thôi. Tại vì các bạn thấy Do Thái họ cũng muốn sống hòa bình với người Palestine từ bao lâu nay, chứ đâu phải là như các bạn nghĩ đâu. Họ tìm đủ mọi phương án để rằng mà chia đất qua hai dân tộc cùng chung nhau sống trong hòa bình. Đó là lý do tại sao khi mà Do Thái nó lập quốc rồi thì bắt đầu nó chia đất lại cho người Palestine. Thì các bạn thấy nó chia những cái phần đất, và những cái phe nhóm mà cực đoan á, nó lúc nào cũng vậy, nó tìm đủ mọi cách để đặng mà nó xóa sổ thằng Do Thái mà các bạn. Cho nên các bạn phải hết sức trân trọng chia sẻ những cái bài ở trên không gian mạng này về vấn đề cuộc xung đột ở Palestine. Các bạn nghiêng về phía Palestine, các bạn cho rằng là Palestine thế này thế nọ, nhưng thật sự ra đó, Palestine nào các bạn nên nhớ như vậy. Bởi vì hiện nay cái cuộc xung đột hiện nay á là của tụi Hồi giáo cực đoan, của cái nhóm Palestine của Hồi giáo cực đoan, chứ không phải là người dân tộc Palestine chính thống do chủ tịch Abbas lãnh đạo, nó hoàn toàn không. Nó gọi là đánh cháo khái niệm, nó dùng những cái ma mị truyền thông để đặng mà nó kích động cái cộng đồng thế giới và những người họ không hiểu về lịch sử của người Do Thái và người Palestine đó các bạn. Quay qua bắt đầu xuống đường bạo loạn, chống đối, rồi biểu tình, rồi gây ra những cái điều nó không tốt. Nhất là Việt Nam mình cũng có một cái sự ngoại giao với lại Do Thái khá tốt, mình cũng không nên hùa theo những cái tụi mà Palestine mà cực đoan Hồi giáo nó tiên triền. Chị ơi, tôi thấy cái thằng mà Palestine nó lên nó nói tiếng Việt giỏi ơi là giỏi, mà nó nói
mà tôi nói mà có nhiều người ủng hộ chia sẻ nha, tôi nói chàng ơi hết sức là bậy bạ. Cái thằng này nó nói toàn là nó tuyên truyền ngược đời hơn ai mà. Nó nói những cái điều nó không có đúng. Tại vì nó mục đích của nó là làm sao để tạo ra cái cho cộng đồng thế giới thấy rằng là tại sao Do Thái lại ác độc như vậy. Do Thái giết người dân Palestine, trẻ em và con nít bệnh viện được. Các bạn thấy ngay cả hôm nay tôi thấy có người chia sẻ về vấn đề mà khi chiếc xe cứu thương của Palestine mà chạy vô rồi chiếc xe của quân đội Do Thái đẩy lùi ra đó. Các bạn thấy nó dàn nó sắp xếp hết trơn á. Nó tuốt ở trên tầng cao, nó sắp xếp hết rồi các bạn thấy không? Tầng cao bắt đầu nó lấy máy nó quay những cảnh như vậy đó. Nó tạo ra những cái điều như vậy, bất cập như vậy để đặng mà cho cộng đồng thế giới và một số những người như các bạn không hiểu về những cái câu chuyện đó. Nó bắt đầu quay qua lên án bảo rằng là Do Thái giết người tàn bạo thế này thế nọ. Tụi Hồi giáo cực đoan nó ghê lắm anh chị ơi. Nó dùng sinh mạng con người ta để làm cái lá chắn. Và nó coi sinh mạng con người ta không có ra gì chứ. Các bạn thấy chủ trương của nó là gì? Các bạn thấy không? Cái tụi ISIS đó, nó giống như cái tụi Hamas đó. Nó chặt đầu, nó đem người mà nó dục ở trên, tốt trên tầng cao mà nó thảy xuống. Nó mang rợ lắm. Nó thủ đoạn đủ mọi kiểu cách. Thì cái nhóm Hồi giáo cực đoan này tụi nó cũng là một phần trong cái phe nhóm tụi nó ủng hộ lẫn nhau. Cho nên nó tìm đủ một cách để nó bài trừ Do Thái mà. Cho nên mình là những người Việt Nam ở trên cái không gian mạng này, mình phải thận trọng mình chứ các bạn. Thời buổi bây giờ truyền thông nó kinh khủng lắm, không phải như các bạn nghĩ đâu. Các bạn ở trong nước nhiều khi tôi nói thật, các bạn đừng buồn chứ. Nhiều khi những cái thông tin truyền thông các bạn cập nhật không bằng tôi đâu. Có nhiều người tôi thấy tôi vào trong những cái diễn đàn hay là những cái Facebook, một rất là nhiều người tôi vào xong lên rồi ngay cả vấn đề mà ca ngợi Mỹ gì chèn thôi, thấy thằng Mỹ qua tới Việt Nam mừng rỡ lên tôi vào, tôi thấy hết hồn hết vía. Tại vì nó không phải như mơ đâu. Tôi nói chị các bạn, ngày hôm nay thế giới của con người ngày hôm nay nó rất là khủng khiếp. Tại vì cái phe nhóm Hồi giáo cực đoan này, tôi nói các bạn biết, các bạn càng tìm hiểu về nó càng thấy sự man rợ của nó kinh hồn lắm. Nó rất là dã man. Nó dùng những cái truyền thông nó đánh cháo khái niệm, nó làm cho nhiều, ngay cả nhiều người Việt Nam trong nước tưởng đâu thiệt. Cho nên tôi chỉ chia sẻ cái bài hôm nay bởi vì tôi thấy gần đây rất là nhiều các bạn chia sẻ và lên án Do Thái, rồi bảo rằng cuộc chiến mang rợ người Do Thái này nọ. Chúng ta cần phải tìm hiểu cho nó rõ ràng. Tụi Hamas mà nó dùng người dân để nó làm lá chắn thì các bạn nghĩ đi, sinh mạng của người dân Palestine nó coi không ra gì chứ á. Tới nỗi mà nó tẩy não người ta là ôm bom tự sát, là chết giết lại những cái người mà kẻ thù khác với tôn giáo của nó đó, là gọi là được lên thiên đàng, là được 12 nữ đồng trinh nữa, và người thân của nó ở lại đó được lo chăm sóc đầy đủ hết. Cho nên cái vấn đề mà tôn giáo nó bị tẩy não, nó làm thành cái liều thuốc phiện ru ngủ cái con người ta như vậy thì các bạn thấy nó rất là nguy hiểm. Cho nên chỉ mong rằng cái cuộc xung đột nó sẽ dừng, và cái nhóm Hồi giáo Hamas nó cần phải tách rời ra khỏi cái người Palestine, để người Palestine họ sẽ có một cái quốc gia yên ổn, hòa bình, và họ sống trong cái sự tự chủ độc lập của họ, và họ cùng chung với người Do Thái để rằng mà sống làm ăn kinh doanh kinh tế và có cuộc sống tốt đẹp hơn, chứ không phải giống như các bạn nghĩ đâu. Nhiều người tôi thấy ở trên mạng này, tôi lắc đầu, các bạn không có cập nhật những cái thông tin nó xác thực. Mà ở nước ngoài tôi có cơ hội tôi tìm hiểu, cho nên tôi chia sẻ để các bạn bớt lại
những cái sự mà dùng những cái tuyên truyền của tụi mà Palestine, mà cái nhóm Hồi giáo cực đoan á, nó tẩy não người ta, các bạn nên bớt lại. Nó không tốt. Nói với tôi vậy, người ta những cái người mà người ta hiểu biết thì chưa kiến thức, người ta nhận định được đó, người ta quay qua người ta sẽ khinh rẻ mình. Nó nói cái dân tộc Việt Nam này tưởng gì nó cũng không khác gì với cái đám mà Hồi giáo cực đoan, các bạn thấy không? Hồi giáo, cái sự xung đột ở bên Trung Đông, các bạn cần phải tìm hiểu lịch sử của hai cái dân tộc Do Thái giáo và Palestine. Nó rất là phức tạp, nó chồng chéo ngổn ngang với nhau, bởi vì thằng nào cũng dành cái đền thờ của ông tổ mình hết. Thằng thì cái nền thì của ông vua Solomon ngày xưa, các bạn thấy. Còn cái nóc thì của do người Palestine họ ở lại cái đất Do Thái đó, họ lập quốc và trở thành cái đất nước của họ sau này đó. Các bạn thấy họ xây cái nóc đền thờ trên cái nền của người Do Thái, cho nên nó còn là bức tường than khóc đó. Cái đền thờ cũ nó vẫn còn, cho nên hai thằng nó cứ giành nhau. Thằng nào cũng nói này của ông tổ đâu, thằng kia cũng nói của ông tổ đâu. Thế thằng Do Thái bây giờ nó lập quốc, các bạn thấy nó chia ra thì cái dân mà Palestine đó, họ gần như là họ có một cái quốc gia của họ ở West Bank. Sau này Do Thái họ lại giao trả lại cho người Palestine cái dải Gaza. Nhưng mà cái tụi Hamas tôi nghĩ là nó làm, tôi không hiểu làm sao mà nó thắng được cái nó giành được cái quyền kiểm soát ở bên đó. Cho nên từ đó các bạn thấy nó gây ra những cái sự xung đột đẫm máu kinh hồn lắm. Và cứ nó làm thì nó cứ đại diện là Palestine không à. Nhưng mà thật sự các bạn nên nhớ là Palestine đó là một cái quốc gia do chủ tịch Abbas. Các bạn nên nhìn vào cái ông chủ tịch và những người lãnh đạo đó, người ta rất là sáng suốt và hiểu biết trong cái tầm nhìn chiến lược ngoại giao của họ để xây dựng lên một cái đất nước Palestine ngày càng tự chủ và độc lập. Họ sống rất là hòa bình các bạn. Thôi một lần nữa mình xin tạm dừng like ở đây. Xin chào quý ông bà anh chị các bạn. Bye 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 bye.